Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình tư vấn của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tôi đang có mặt trước cửa Trung tâm Máu Quốc gia. Nơi đây là nơi tiếp nhận và lưu trữ lượng máu lớn nhất cả nước với gần 30% lượng máu của toàn quốc. Trung bình mỗi ngày có hàng nghìn người tham gia hiến máu ở trên cả nước Việt Nam. Tuy nhiên thì không phải ai cũng hiểu về quy trình hiến máu, hiểu về cách thức và điều kiện bảo quản lưu trữ các đơn vị máu ra sao. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay để tìm hiểu các thông tin thú vị này. Hãy cùng theo chân tôi ngay sau đây. Chào quý vị khán giả, tôi đang di chuyển đến khoa tiếp nhận hiến máu và các thành phần máu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với chuyên gia để giải đáp những thông tin mà quý vị sẽ được tìm hiểu ngay sau đây. Em chào anh Quế ạ. Anh Quế có thể di chuyển ra phía này được không ạ? Vâng ạ. Vâng. Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả, bên cạnh tôi đây là tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Hy vọng là những thông tin mà tiến sĩ Quế đem đến cho quý vị khán giả sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn, đầy đủ hơn về việc hiến máu cũng như là hiến tiểu cầu. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Quế. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Thanh Hằng. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn tiến sĩ Quế có thể chia sẻ là mỗi ngày thì trung bình Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tiếp nhận được bao nhiêu đơn vị máu và số lượng người đến hiến ở viện tại đây như thế này có đông hay không ạ? Với để đáp ứng được cái nhu cầu cung cấp máu cho 180 bệnh viện của 29 tỉnh thành khu vực Bắc thì bình quân hàng ngày viện tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu và tiểu cầu. Trong cái đấy thì tại viện chính là một cái điểm hiến máu mà cũng thu hút được rất nhiều người đến, và trung bình một ngày thì khoảng 300 người đến đây hiến máu. Tuy nhiên có những ngày cao hơn, ví dụ như ngày lễ hoặc là ngày thứ bảy chủ nhật thì có thể lên 400-500 người đến đây hiến máu và hiến tiểu cầu. Như vậy là con số rất là tích cực và khả quan đúng không ạ? Nó khác với trước đây, tôi nghĩ là khoảng tầm 7-8 năm, 5-6 năm về trước thôi. Mỗi ngày mà chỉ mong có 100 người đến hiến máu thì cũng là chuyện mà luôn luôn mong đợi rồi đúng không ạ? Trước khi hiến máu ấy ạ, người hiến máu thì vẫn sẽ được làm một số cái xét nghiệm của giám sức khỏe để xem mình có đủ điều kiện hiến máu hay không. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là có những cái xét nghiệm mà được kiểm tra của người hiến máu là gì ạ? Như chúng ta biết thì cái hiến máu phải có những quy trình được quy định. Và khi sau khi mà người hiến máu đã được kiểm tra đầy đủ vấn đề về mặt lâm sàng thì phải có một cái gọi là kiểm tra xét nghiệm liên quan đến sàng lọc xem người hiến máu đấy có đủ điều kiện không. Thì có hai cái xét nghiệm mà bắt buộc đối với chúng ta phải làm đối với người hiến máu, đó là cái xem huyết sắc tố, tức là xem người hiến máu có đủ máu để mà hiến hay không. Thứ hai là đối với những người hiến máu lần đầu thì chúng ta phải xét nghiệm sàng lọc viêm gan B bằng test nhanh để xem nếu mà người đấy bị nhiễm thì chúng ta sẽ không tiếp nhận máu nữa. Đây là hai cái hiến máu. Còn đối với người hiến tiểu cầu thì khi mà đến đây thì sẽ làm thêm một xét nghiệm nữa, đấy là đếm tổng thể tích tế bào máu xem có cái số lượng tiểu cầu có đủ để mà hiến thành cái đơn vị sản phẩm cung cấp cho người bệnh hay không. Vâng ạ, như vậy là với những cái xét nghiệm cơ bản này chắc chắn là không mất quá nhiều thời gian đúng không ạ? Chúng tôi có nhận được một số câu hỏi của quý vị khán giả, những người hiến máu quan tâm rằng là vậy thì với những cái xét nghiệm sàng lọc các cái bệnh lây truyền qua đường máu khác ấy, ví dụ như là virus viêm gan C hay là HIV, giang mai chẳng hạn, thì tại sao mà không được thực hiện trước hiến máu, thì như vậy là có đảm bảo an toàn cho đơn vị máu cho người bệnh hay không ạ? Cái thứ nhất là chúng ta không làm xét nghiệm trước bởi vì đây là xét nghiệm để sàng lọc người đủ tiêu chuẩn hay không. Và với cái HIV hoặc viêm gan C, giang mai ấy, thì cái tỷ lệ cho cũng rất thấp. Tuy nhiên thì tất cả cái xét nghiệm đấy đều phải được làm với lại sàng lọc cái đơn vị máu. Sau khi đơn vị máu chế phẩm máu mà tiếp nhận từ người hiến máu thì phải làm đầy đủ tất cả các xét nghiệm theo quy định như HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai và định các nhóm máu cũng như là xem người có cái kháng thể bất thường không để đảm bảo cái vấn đề cái an toàn cho người bệnh nhận cái đơn vị máu đó. Vâng. Như vậy là quý vị khán giả hoàn toàn có thể yên tâm là bởi vì tất cả chúng ta sẽ được làm những cái xét nghiệm sàng lọc lây truyền qua đường máu theo quy định đối với đơn vị máu mà sau khi hiến tặng đúng không ạ? Vâng. Chúng ta có thể di chuyển qua đây một chút được không ạ? Vâng. Thưa tiến sĩ Quế, là trên tay đây là một cái túi máu mà mọi người hiến máu vẫn sẽ nhận được khi mà tham gia hiến máu đúng không ạ? Một vâng. Cái bộ túi máu như thế này. Không biết là tại sao mà nó lại có nhiều túi như thế này? Vâng. Vì cũng có một số người họ thắc mắc rằng là vậy thì một lần hiến máu có phải là chúng ta sẽ tham gia hiến máu nhiều như vậy vào tất cả các túi hay không ạ? Bác sĩ có thể giải thích giúp cho người hiến máu hiểu hơn ạ? Cái thứ nhất là chúng ta lấy máu vào túi dẻo thì có 3 cái thể tích mà chúng ta dùng túi dẻo, đó là túi 450, túi là như túi này, túi 350ml và túi 250ml. Và đối với từng loại túi thì có 3 cái chủng loại. Thứ nhất là túi đơn, túi 3 hoặc túi 4. Ví dụ như trên tay tôi đây là cái túi lấy 350ml nhưng mà là túi 3 thì nó có các cái thành phần, các cái túi để mà chúng ta thực hiện trong vấn đề lấy máu. Ví dụ như đây,
đây là cái túi đầu tiên, là cái túi mà để chúng ta có cái kim dị kèm theo, là để chúng ta tiếp nhận máu, tiếp nhận máu vào trong cái túi này. Thì khi lấy máu chúng ta chỉ lấy vào cái túi này, và có một cái túi con bên cạnh, đấy là chúng ta lấy máu để xét nghiệm. Còn khi mà về thì cái đơn vị máu đấy về thì chúng ta phải đưa vào cái khoa điều chế, thì chúng ta mới bẻ các cái van này để mà khi ly tâm chúng ta dồn cái huyết tương sang bên để thành túi huyết tương. Và trong đây có một cái túi gọi là cái có chứa cái dung dịch bảo quản hồng cầu, thì chúng ta sẽ dồn cái dung dịch bảo quản hồng cầu ngược lại cái túi này để bảo quản hồng cầu và nuôi dưỡng nó để trước trong được tối đa là 42 ngày để sử dụng cho người bệnh. Đây là cái túi 4 của, và đối với một phần nữa là một cái phần mà gọi là buffer coat lớp ở giữa, thì rất nhiều tiểu cầu và bạch cầu thì chúng ta sẽ dồn sang đây gọi là túi buffer coat, thì để chúng ta điều chế các tiểu cầu pun hoặc là cái khối bạch cầu để điều trị cho người bệnh, để đảm bảo rằng là người bệnh cần gì truyền ấy và không cần chúng ta không truyền. Như vậy là chúng ta đang tham gia ở đây là tham gia hiến máu toàn phần. Và máu toàn phần sẽ được lấy vào chiếc túi to nhất này đúng không ạ? Có thể hiểu dễ nhất. À cũng không, đúng, hình như túi này còn to hơn đúng không ạ? Cái túi này là đựng huyết tương ạ. À vâng. Như vậy chiếc túi đầu tiên mà như tiến sĩ Quế có nói đến là gắn đi liền với kim đúng không ạ? Vâng. Liệu là cái việc mà trong quá trình chúng ta, ví dụ như chúng ta điều chế từ máu toàn phần này, huyết tương sang túi bên này chẳng hạn, thì có không khí lọt vào đây không ạ? Về vì đây là một cái lấy máu túi dẻo là gần như là hệ thống kín, bởi vì khi mà chúng ta có một cái khóa, trước khi chúng ta cho vào ven thì chúng ta mới mở cái van ra, thì lúc lấy máu mới đi vào cái hệ thống này. Chính vậy coi như là hệ thống kín, như vậy thì chúng ta mới thể đi lấy máu được, ở lưu động ở các nơi được. Còn ngày xưa mà chúng ta lấy vào chai mà hệ thống hở thì bắt buộc phải ở trong cái phòng vô trùng, và cái người hiến máu phải cho tay qua một cái ô kính để mà lấy máu ô kính đúng không ạ? Riêng. Dạ. Vâng, như vậy là rất là phức tạp, không chỉ là chúng ta hiến máu toàn phần ở đây xong là có máu có thể truyền được cho người bệnh ngay, mà còn phải trải qua rất nhiều bước xét nghiệm cũng như là tách thành các thành phần máu khác nhau đúng không ạ? Tôi cầm trên tay thì tôi thấy bộ túi này cũng khá là nặng. Bác sĩ có thể giải thích là tại sao mà một số người hiến máu họ thắc mắc rằng là tôi chỉ hiến máu 350ml thôi, nhưng mà cái cân để cân cái túi máu ấy, họ sẽ thấy rằng là nó chỉ một cái con số lớn hơn, thậm chí lên đến 500 hoặc là 600g trên cái cân ấy. Thì lý do tại sao ạ? Bác sĩ nói, giải thích rõ hơn được không? Cái thứ nhất là như chúng ta biết thì cái thể tích máu lấy là lấy theo ml, tức là lấy 250, 350 hoặc 450. Thế tuy nhiên là ngày xưa lấy bằng chai thì người ta vạch vào cái vạch ở đấy, đến vạch đấy thì là đủ. Thế tuy nhiên là khi mà chúng ta lấy vào cái túi dẻo này thì chúng ta phải quy từ cái cân lại cái trọng lượng để ra thể tích, và với cái trọng lượng ví dụ như là 350ml chẳng hạn thì cái tỷ trọng máu của chúng ta là hơn 1,05 chẳng hạn, thì cái lượng máu chúng ta lấy phải đến 260g cộng thêm với cái các cái trọng lượng của các cái túi, các cái dây cũng như là cái dung dịch trong này nữa, thì với cái đơn vị máu 350 chẳng hạn, thì cái cân nặng cái vạch để mà cái cân được thể hiện phải 630g thì mới đủ được cái lượng 350ml. Như vậy chúng ta cứ hiểu nôm na là cân cả bì đúng không ạ? Vâng. Đấy là chúng ta vừa tìm hiểu những thông tin khá là thú vị về việc hiến máu toàn phần mà có lẽ là trước đây nhiều người cũng chưa từng được nghe đến. Việc này thì nếu như mà chúng ta tham gia thì chúng ta thấy là chỉ mất từ 3 đến 5 phút trong một lần hiến máu toàn phần thôi. Còn việc hiến tiểu cầu sẽ lâu hơn, thậm chí là đến 60 đến 90 phút đúng không ạ? Vậy thì tại sao việc hiến tiểu cầu lại mất nhiều thời gian như thế? Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến khu vực hiến tiểu cầu. Xin mời quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đưa quý vị khán giả đến với khu vực hiến tiểu cầu để tìm hiểu đấy, xem là tại sao hiến tiểu cầu lại lâu như thế. Bác sĩ Quyền. Vâng ạ, ngày hôm nay thì cũng có khá đông người đến tham gia hiến tiểu cầu, mặc dù là cũng buổi chiều khá là muộn rồi. Câu hỏi đầu tiên mà lúc nãy chúng ta cũng đang rất nhiều khán giả cũng hồi hộp theo dõi ở phần trước của chương trình, đó là tại sao mà việc hiến tiểu cầu lại lâu hơn ạ, so với việc hiến máu toàn phần ạ? Hiến tiểu cầu là một trong những biện pháp mà hiến các thành phần máu, chúng ta có thể hiến tất cả các thành phần máu riêng biệt. Thế thì để lấy một thành phần tiểu cầu và giả các thành phần khác về, chính vì vậy là chúng ta phải có những cái máy chuyên dụng để mà khi lấy một thể tích máu ra, sau đấy thì xử lý và chỉ lấy cái tiểu cầu thôi, và sau đấy thì giả các thành phần như hồng cầu, huyết tương, các thành phần khác về. Chính vậy mà thường hiến tiểu cầu là phải từ 45 phút đến 120 phút. À, như vậy là nó cần thời gian cạn tách qua chiếc máy đó đúng không ạ? Vậy thì người hiến tiểu cầu cần đáp ứng những cái tiêu chuẩn gì để tham gia hiến tiểu cầu ạ, thưa bác sĩ? Thứ nhất là người tham gia hiến tiểu cầu thì thường phải là người hiến máu toàn phần đã an toàn. Thứ hai là cái cân nặng đối với người hiến tiểu cầu ít nhất phải 50kg trở lên. Thứ ba là chúng ta phải làm các xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu để xem số lượng tiểu cầu có đảm bảo không. Thường là người bình thường thì tiểu cầu từ 150 đến 450 gigalit, thì với cái tiêu chuẩn để chúng ta tách một hoặc hai đơn vị tiểu cầu thì thường chúng ta phải khoảng 200 gigalit thì lên thì có thể hiến tiểu cầu. Và có một cái tiêu chuẩn nữa là cái khoảng cách giữa các lần hiến thì nó ngắn hơn, bởi vì tiểu cầu nó chỉ sống trong cơ thể được 10 ngày thôi, cho nên là thường cái quy định chung là trong vòng 2
cứ 2 tuần là có thể hiến được một lần. Tuy nhiên đối với chúng ta để đảm bảo an toàn hơn và để đảm bảo nó có được cái lượng tiểu cầu nó tốt nhất thì chúng ta thường là 3 tuần sẽ hiến tiểu cầu được một lần. Như vậy là khoảng cách giữa 2 lần hiến tiểu cầu gần nhất sẽ là 3 tuần đúng không ạ? Hiện nay ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã áp dụng như vậy. Thế còn nếu như mà lần gần nhất mà chúng ta tham gia hiến máu toàn phần thì sau khi hiến máu toàn phần bao nhiêu lâu chúng ta có thể hiến máu hoặc là hiến tiểu cầu ạ? Người ta tính cái khoảng cách là dựa vào cái đơn vị hiến lần cuối cùng. Ví dụ nếu mà hiến hồng cầu trước đấy hoặc là máu toàn phần ấy thì ít nhất phải 84 ngày, sau 84 ngày thì mới có thể hiến máu toàn phần hoặc hiến tiểu cầu được. Hoặc là trước đây hiến huyết tương thì chỉ sau 3 tuần vẫn có thể hiến tiểu cầu được. Thì nó dựa vào cái thành phần mà lúc đầu mình lần gần nhất đấy hiến cái gì. Hiện tại thì nhu cầu tiểu cầu cần mỗi ngày ở tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để cung cấp cho các cơ sở y tế qua là khoảng bao nhiêu đơn vị ạ? Với cái khả năng để cung cấp máu cho các bệnh viện khu vực Hà Nội cũng như các khu vực phía Bắc thì với những cái thời điểm bình thường thì chúng ta cần khoảng 100 người hiến tiểu cầu trong một ngày. Và tuy nhiên là với cái giai đoạn dịch bệnh hoặc là có những cái giai đoạn chúng ta cần trữ nhiều thì có thể cần như bây giờ là chúng ta cần 150 đến 200 người hiến tiểu cầu một ngày thì mới đáp ứng được cái nhu cầu cho cấp cứu và điều trị. Đặc biệt là cái giai đoạn này, giai đoạn dịch sốt xuất huyết thì cái nhu cầu hiến tiểu cầu cao hơn. Đấy là đối với cái lượng tiểu cầu cạn tách ạ. Thế còn đối với chúng ta vẫn cần đến cái chế phẩm tiểu cầu mà như lúc nãy bác sĩ Quế có chia sẻ là chúng ta sẽ tách từ các cái đơn vị máu toàn phần ạ, thì cái lượng chế phẩm tiểu cầu đấy thì được gọi là gì và có nhu cầu của sử dụng có cao hay không ạ? Như chúng ta biết thì cái tiểu cầu thì thường là có 2 cái nguồn mà chúng ta đang thực hiện để mà sản xuất điều chế để điều trị cho người bệnh. Thứ nhất là từ cái máu toàn phần chúng ta lấy về, như lúc nãy chúng ta nói chúng ta sẽ tách ra cái phần tiểu cầu sau ra cộng lại để đảm bảo cái đơn vị tiểu cầu gọi là tiểu cầu pool, tức là sản xuất từ máu toàn phần. Thứ hai, cái tiểu cầu như các anh cái chị đang hiến đây, tức là tiểu cầu gạn tách từ một người cho thì chúng ta lấy nguyên tiểu cầu thôi, còn các thành phần khác giả về. Chính vậy mà cái đối với viện thì một ngày bình thường cần khoảng 500 đến 600 đơn vị tiểu cầu để cung cấp cho các bệnh viện. Tuy nhiên với tiểu cầu gạn tách một người cho thì do chúng ta chỉ đáp ứng được khoảng 3% so với cái lượng chung của tiểu cầu đấy, thì chúng ta cần khoảng 100 đến 150 cái người hiến đơn vị trong một ngày. Việc hiến tiểu cầu là chúng ta biết là cứ 3 tuần một lần. Nếu mà 2 lần hiến tiểu cầu gần nhau, cái việc hiến tiểu cầu mà với khoảng cách gần như thế thì liệu nó có ảnh hưởng sức khỏe gì đối với người hiến hay không ạ? Về nguyên tắc thì không ảnh hưởng về tất cả những cái vấn đề về cái sự sinh lý của tiểu cầu. Thì cứ sinh ra trong tủy xương mà cứ 10 ngày là chết đi, thay đổi mới liên tục. Thứ hai nữa là rất nhiều cái đề tài nghiên cứu và thấy là cái tiêu chuẩn để mà hiến như thế không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và hiện tại cũng trên thế giới thì có hàng triệu người đã từng hiến tiểu cầu không có vấn đề gì. Thì đấy là cái mà để đảm bảo rằng là hiến tiểu cầu rất là an toàn. Và như chúng ta biết là rất nhiều người hàng ngày ở viện cứ khoảng 100 đến 150 người đến hiến tiểu cầu để mà cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Vâng, và tôi đã từng gặp những người mà tham gia hiến tiểu cầu đến nay có thể lên đến 100, 150 lần. Thậm chí là họ hiến tiểu cầu đều đặn và cứ 3 tuần một lần và một năm họ có thể hiến đến 17 lần. Đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn hỏi đấy là vừa nãy thì tiến sĩ Quế có đề cập đến việc là đời sống trung bình của tiểu cầu trong cơ thể là 10 ngày đúng không ạ? Thế còn đối với các cái thành phần khác, ví dụ như hồng cầu chẳng hạn, thì đời sống trong cơ thể của các cái tế bào máu đấy hoặc các cái thành phần máu đấy thì có dài hơn hay không? Vì tôi thấy 10 ngày là một con số khá là ngắn đấy ạ. Như chúng ta biết thì máu thì có rất nhiều thành phần hữu hình, mà cái tế bào mà sống trung bình là hồng cầu ấy là được 120 ngày. Tuy nhiên nếu mà lấy ra ngoài cơ thể với cái điều kiện bảo quản và sử dụng bây giờ để sử dụng được cho người bệnh thì tối đa chúng ta cũng chỉ lưu trữ được 42 ngày. Và đối với lại tiểu cầu thì như chúng ta biết là 10 ngày nhưng mà chúng ta lưu trữ bên ngoài ấy, thì tối đa chỉ 5 ngày thôi. Nếu không dùng thì phải hủy đi. Còn đối với lại cái thứ ba đấy là đối với huyết tương là huyết tương chẳng hạn. Huyết tương thì nó thay đổi liên tục. Cho nên là có thể chúng ta lấy được trong vòng 2 tuần 3 tuần đi hiến được một lần và chúng ta có thể lưu trữ được 1 năm 2 năm. Và còn đối với bạch cầu thì tùy từng cái thành phần mà chúng ta có thể là ví dụ như trong quy định là không được quá 3 lần trong một tuần. Là chúng ta trong một tuần chúng ta có thể hiến 3 lần hiến tiểu bạch cầu được. Thì để mà cấp cứu và điều trị người bệnh thì đấy là do cái đời sống và khả năng sinh sản của cái thành phần máu mà người ta nghiên cứu thấy rằng là với cái điều kiện như vậy thì sẽ đảm bảo được an toàn và chúng ta có được cái chế phẩm máu an toàn nhất, chất lượng nhất. Như vậy là đời sống tiểu cầu trong cơ thể là 10 ngày nhưng mà thời hạn bảo quản của đơn vị tiểu cầu khi mà ở môi trường bên ngoài như thế này thì lại chỉ tối đa 3 đến 5 ngày thôi không ạ? Đấy là lý do vì sao, đấy cũng phải là lý do vì sao mà chúng ta chỉ tiếp nhận một cái số lượng tiểu cầu theo cái nhu cầu của người bệnh trong từng ngày không ạ? Bởi vì tôi nhận được phản hồi rằng là rất nhiều người nói là
Tôi muốn đến hiến tiểu cầu mà tại sao không thể đăng ký được, bởi vì cái số người đăng ký đã đủ cho ngày hôm đấy rồi ạ, thì có đúng không ạ? Thường là những người mà cần bệnh nhân cần tiểu cầu là thường là tình trạng cấp cứu. Và đối với lực lượng tiểu cầu như tôi nói thì do chúng ta nếu mà quy trình kiến như thế này thì được tối đa là 5 ngày. Còn đối với quy trình mà sản xuất từ máu toàn phần chẳng hạn có khi từ 3 5 ngày thôi. Thế cho nên là thường là khi chúng ta sản xuất xong thì phải chuyển ngay đến các bệnh viện và thường là sử dụng ngay cho các cái người bệnh cần có nhu cầu. Chính vì vậy mà thường là cái chúng tôi tiếp nhận tiểu cầu phụ thuộc vào cái nhu cầu của bệnh viện họ đặt hàng. Chứ mình lấy nhiều quá là có khi nó quá hạn đi không sử dụng được thì rất là lãng phí cũng như là không an toàn cho người bệnh. Vậy thì những trường hợp người bệnh nào sẽ phải cần truyền phối tiểu cầu ạ? Thứ nhất là có rất nhiều cái bệnh mà cần truyền phối tiểu cầu, ví dụ như là các cái bệnh mà thủy xương không sinh được tiểu cầu, ví dụ như suy thủy xương chẳng hạn, hay là những bệnh nhân mà bị các bệnh ung thư máu hoặc là các bệnh mà chúng ta ung thư khác mà chúng ta điều trị hóa chất chẳng hạn, thì tiểu cầu trong cơ thể họ không sinh được thì chúng ta phải sử dụng tiểu cầu. Rồi có rất nhiều cái rối loạn đông máu mà nó liên quan đến giảm tiểu cầu hoặc những bệnh lý của tiểu cầu thì chúng ta phải sử dụng tiểu cầu. Nhưng có một cái bệnh mà rất phổ biến và bây giờ tùy từng cái vụ dịch, đó là sốt xuất huyết. Hiện tại sốt xuất huyết là một trong những cái bệnh mà nó làm giảm tiểu cầu kể cả về số lượng và chất lượng tiểu cầu. Chính vì vậy mà nhiều khi bệnh nhân bị giảm tiểu cầu đến có thể gây ra xuất huyết và gây tử vong. Chính vậy mà chúng ta cần cái nhu cầu tiểu cầu rất là nhiều cho các bệnh nhân xuất huyết trong cái giai đoạn này. Có phải là cứ khi nào chúng ta giảm tiểu cầu thì phải truyền đến tiểu cầu hay không ạ? Hay là ở một cái chỉ số giảm đến mức nào thì chúng ta mới cần truyền tiểu cầu ạ, thưa bác sĩ? Thường là cái tiểu cầu thì với tùy từng cái bệnh, tùy từng điều kiện, không phải chỉ mỗi số lượng tiểu cầu. Ví dụ như thường là dưới 10 gigalit, bình thường 150 đến 450, dưới 10 lít là có chỉ định truyền. Tuy nhiên dưới 20, dưới 30 mà nó có xuất huyết hoặc có biểu hiện nguy cơ xuất huyết hoặc là đang có những cái bệnh nặng chảy máu một số bộ phận thì chúng ta phải truyền, hoặc là chúng ta có nguy sẽ phẫu thuật hoặc là làm cái can thiệp về y khoa nào đấy thì chúng ta phải nâng tiểu cầu lên trên 50 hoặc trên 100 chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta phải truyền cho người bệnh. Thế thì nó có về cơ bản thì ngoài vấn đề cái chỉ số tiểu cầu của người bệnh thì cái vấn đề cái khả năng nó chảy máu cũng như là cái nguy cơ chảy máu xuất huyết của người bệnh thì chúng ta phải bác sĩ sẽ có chỉ định truyền tiểu cầu, để mà vì tiểu cầu có chức năng của nó là để đông cầm máu để tránh chảy máu cho và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh như tính mạng của người bệnh. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa mới tìm hiểu những thông tin về hiến tiểu cầu. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa quý vị khán giả đến với khoa lưu trữ và phân phối máu của viện, nơi mà đang lưu trữ hàng nghìn đơn vị máu cũng như là hàng trăm đơn vị tiểu cầu mỗi ngày để có thể cung cấp cho các bệnh viện ở khu vực phía Bắc. Và bây giờ thì tôi và tiến sĩ Quế đã có mặt tại khoa lưu trữ và phân phối máu, nơi lưu trữ hàng nghìn đơn vị máu mỗi ngày. Có lẽ đây là những đơn vị mà khối hồng cầu đúng không ạ? Được chuyển từ khoa điều chế các thành phần máu về đây để chuẩn bị nhập vào kho, đưa vào kho lưu trữ đúng không ạ? Tiến sĩ Quế. Vâng ạ, đúng như vậy. Sau khi mà làm các thủ tục nhập kho xong thì chúng ta sẽ chuyển cái hệ thống hồng cầu, như huyết tương và các chất phẩm máu vào cái hệ thống lại chúng ta đưa vào kho. Chúng ta đang tiến dần với khu vực bảo quản các cái chế phẩm máu với rất nhiều cái hệ thống tủ bảo quản khác nhau. Thưa tiến sĩ Quế, là chúng ta đang đứng cạnh có lẽ là những tủ bảo quản phối hồng cầu đúng không ạ? Tiến sĩ có thể giới thiệu về những cái chiếc tủ này. Thông thường thì những chế phẩm phối hồng cầu sẽ bảo quản ở nhiệt độ như thế nào và trong thời hạn bao nhiêu lâu ạ? Các chế phẩm máu thì hầu hết là sẽ đưa vào nhà lạnh trước khi phát. Đây là cái khu kho để chuẩn bị phát đến bệnh viện. Thì đây là các hệ thống tủ mà lưu trữ hồng cầu. Với cái điều kiện hồng cầu thì từng loại một theo nhóm máu, hoặc là có thể đây là máu hiếm thì có những cái ngăn riêng để chúng ta cấp phát cho bệnh nhân. Và với cái hồng cầu thì thường là chúng ta ở nhiệt độ là 4 độ C, tức là từ 2 đến 6 độ C để đảm bảo được. Và cái này thì lưu trữ tối đa là 42 ngày. Thì đây là các cái ngăn tủ liên quan đến cái vấn đề, xin lỗi, là cái chế phẩm máu. Ví dụ đây có rất nhiều cái máu âm, RH âm để mà chúng ta có thể cấp sử dụng cho bệnh nhân là máu hiếm. Còn đây là cái tủ này là đựng máu A, rồi cái tủ này là cái tủ đựng máu B để mà cái hệ thống máu riêng. Như vậy là hệ thống tủ bảo quản phối hồng cầu này thì luôn được duy trì ở nhiệt độ 2 đến 6 độ C. Đây chính là nhiệt độ của tủ lạnh thông thường đúng không ạ, thưa bác sĩ? Nhưng mà những cái chiếc tủ lạnh để bảo quản máu ấy, nó có khác với cái tủ lạnh bảo quản tủ lạnh ở gia đình chúng ta hay không ạ? Thứ nhất là như chúng ta biết là đây thường là từ 2 đến 6 độ C, trung bình 4 độ C. Cái tủ này hiện tại đang ở 3,9 độ. Tuy nhiên là với hệ thống tủ này là hệ thống tủ chuyên dụng
cho nên các cái ngăn để đảm bảo làm sao hồng cầu vẫn lưu trữ được nhiều nhưng mà vẫn hô hấp được. Thứ hai là có hệ thống theo dõi nhiệt độ thường xuyên để chúng ta biết được là lúc nào nó ổn định chứ không, và ngoài ra thì phải có những cái bảng kiểm theo dõi định kỳ để kiểm tra hệ thống có tốt không. Điều đấy để đảm bảo rằng là gần như lúc nào cái hệ thống tủ lạnh ở trong cái khoảng từ 2 đến 6 độ C để đảm bảo cái chất lượng hồng cầu tốt nhất. Vậy thì chế phẩm khối hồng cầu này sẽ được sử dụng cho những cái trường hợp mà người bệnh mắc những bệnh lý như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Đối với hồng cầu thì thường là những bệnh nhân có thiếu máu thì thường là có, thứ nhất là các cái bệnh liên quan đến cơ quan tạo máu không sản xuất được, ví dụ như là ung thư máu hay là vấn đề suy tủy xương hay là các bệnh rối loạn sinh tủy, rồi những bệnh tan máu nhiều quá như là hoặc là mất máu chẳng hạn, như là bệnh sản khoa ngoại khoa mà mất máu thì cần cái hồng cầu để mà có thể khả năng vận chuyển oxy cho người bệnh. Thế thì đây là cái những người thì gọi là những người thiếu máu thì chúng ta sẽ dùng chủ yếu là chế phẩm hồng cầu. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang những chiếc tủ bên trái này. Tôi thấy là có sự khác biệt với các tủ bên phải về các ngăn rồi nhìn hình dạng bên ngoài thấy có sự khác nhau rồi. Anh Quế có thể tiến gần lại và nói rõ hơn với quý vị khán giả đây là chiếc tủ bảo quản chế phẩm nào ạ? Đây là các cái hệ thống tủ để bảo quản các chế phẩm từ huyết tương. Ví dụ như tủ lạnh dầu yếu tố 8 rồi các cái huyết tương tươi đông lạnh nhóm A, nhóm B, nhóm O. Thì với các cái hệ thống này thì chúng ta bảo quản ở nhiệt độ ít nhất là dưới âm 18 độ. Thường nhưng mà với cái điều kiện nhiệt độ là trên dưới âm 30 độ thì chúng ta có thể lưu trữ được 2 năm. Các cái chế phẩm huyết tương tươi rồi tủ lạnh dầu yếu tố 8 đây là cái chế phẩm mà để cung cấp cho điều trị. À đây ạ, đúng rồi ạ, tôi nhìn thấy ở đây là chiếc tủ này có ghi đang nhiệt độ hiện tại là âm 30 độ, còn chiếc tủ bên trên là âm 40 độ ạ. Vậy thì chế phẩm huyết tương cũng như là huyết tương tươi đông lạnh ạ, nó có sự khác biệt gì giữa hai cái tên gọi như thế ạ? Huyết tương tươi là huyết tương mà được sản xuất sớm, tức là nó còn đầy đủ yếu tố đông máu, một số yếu tố kém bền vững thì chúng ta phải sau khi mà lấy từ người máu xong chúng ta phải đông lạnh sớm, ít nhất là trước 18 giờ. Thế còn đối với huyết tương thường tức là sau hoặc là chúng ta lấy quá 18 giờ chúng ta đông lạnh. Thứ hai là thì nó mất, nó những yếu tố kém bền vững nó bị hủy hết rồi. Thứ hai là một số cái từ huyết tương tươi đông lạnh chúng ta có thể sản xuất ra cái tủ lạnh dầu yếu tố 8 thì cái phần còn lại chính là huyết tương thường, thế là gọi là huyết tương, gọi là huyết tương thường và huyết tương tươi đông lạnh. Vậy thì làm thế nào để truyền cho người bệnh khi mà những cái chế phẩm huyết tương này nó để đều bảo quản nhiệt độ âm sâu như vậy ạ? Thường là những chế phẩm từ huyết tương thì thường bảo quản dưới âm 18 độ. Thế khi mà trước khi dùng cho bệnh nhân thì chúng ta phải làm tan đông, để cho vào cái túi để tránh tiếp xúc với nước, một cái túi ni lông ấy. Sau đấy thì cho vào cái banh vali, tức là cái bể làm ấm lên, thường cái bể đấy ở 37 độ C, thế để làm ấm cái và nó tan ra và trước khi truyền cho người bệnh. Còn đối với lại cái huyết tương tươi mà để sản xuất ra cái tủ lạnh ấy, thì người ta để tan đông ở cái hệ thống máy ở từ 2 đến 10 độ C thì cái tủ lạnh lắng xuống và nó ly tâm để chúng ta tạo thành cái tủ lạnh dầu yếu tố 8 cho những bệnh nhân hemophili, một số bệnh nhân mà có thiếu yếu tố 8. Còn đối với huyết tương thường thì dùng cho rất nhiều cái bệnh khác như là những bệnh nhân bị suy kiệt, bệnh nhân bị xơ gan, bệnh nhân bị rối loạn đông máu và thiếu các yếu tố đông máu thì chúng ta dùng cái huyết tương hoặc huyết tương tươi đông lạnh. Như vậy là nghe thôi đã cảm thấy rất là phức tạp rồi đúng không ạ quý vị? Còn không phải là cứ hiến máu mà đơn vị máu được truyền cho người bệnh. Ngoài việc tách được các thành phần máu ra thì còn rất nhiều bước xét nghiệm này, thậm chí là những cái bước mà chúng ta như tiến sĩ Quế vừa giải thích là bảo quản ở đúng nhiệt độ này, đúng thời hạn bảo quản này, và còn thậm chí là còn phải làm ủ ấm đúng không ạ? Nghĩa là làm tan đông trước khi truyền cho người bệnh đối với cái chế phẩm là huyết tương. Thế còn chúng ta vừa tìm hiểu về khối hồng cầu này, huyết tương này, một cái chế phẩm nữa cũng phổ biến như lúc đầu chương trình chúng ta tìm hiểu về việc hiến tiểu cầu. Thế còn đối với việc khối tiểu cầu thì sẽ được bảo quản trong cái điều kiện nhiệt độ như thế nào ạ? Chúng ta có thể tiến gần lại cái chiếc tủ bảo quản khối tiểu cầu ạ, để xem là điều kiện bảo quản của khối tiểu cầu thì có khác gì so với khối hồng cầu hay là huyết tương chúng ta vừa theo dõi không ạ? Tiến sĩ Quế có thể giải thích giúp em về chiếc tủ này ạ. Các bạn có thể thấy rằng đây là hai cái hệ thống bảo quản lưu trữ bảo quản tiểu cầu. Thế thì tiểu cầu là một cái chế phẩm khá là đặc biệt, thời gian lưu trữ thì tối đa chỉ được có 5 ngày thôi. Thế tuy nhiên với cái điều kiện nhiệt độ bảo quản là 22 độ C, tức là từ 20 đến 24 độ C, và đây chúng ta thấy hiện rằng là 21,9 độ đấy. Và mức đặc biệt nữa vì hệ thống chuyên dụng này, tiểu cầu phải lắc liên tục bởi vì để nó trao đổi chất, và đây là cái hệ thống máy này lắc là để chủ yếu là để bảo quản tiểu cầu. Và trên đây thì có các khay được các tiểu cầu, và các bạn thấy rằng là theo nhóm máu thì các nhóm máu khác nhau thì ở để những khay khác nhau. Tụi đây là cái giá để đựng cái tiểu cầu A, thì các đơn vị tiểu cầu sẽ được để lên giá này và được lắc liên tục để tiểu cầu nó được hô hấp. Và nguyên tắc của tiểu cầu mà lưu trữ thì phải để cái mặt nhãn xuống dưới để oxy có thể qua được mặt trên này. Và đây là cái tiểu cầu ổ A mà trước khi
để chúng ta cấp cho các bệnh viện sử dụng cho bệnh nhân. Như vậy là khối tiểu cầu sẽ bảo quản duy trì ở nhiệt độ 20 đến 24 độ C đúng không ạ? Và như lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu ở trên khu vực hiến tiểu cầu là chỉ có thời hạn bảo quản tối đa là 5 ngày đúng không ạ thưa bác sĩ? Vâng ạ. Vậy thì trung bình tổng mỗi ngày thì Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần cung cấp và hiện nay đang cung cấp khoảng bao nhiêu các chế phẩm máu ạ? Tổng số lượng các chế phẩm máu cho các bệnh viện ạ? Thường là viện một ngày trung bình là cung cấp khoảng 2.500 đến 3.000 máu và chế phẩm các loại. Thế thì cái đối với là cái lượng hồng cầu thì khoảng 1.500, trong đó các chế phẩm huyết tương, tiểu cầu vân vân. Và đối với cái lượng đấy thì để mà chúng ta riêng cái tiểu cầu ấy, thì một ngày chúng ta cần khoảng 100 đến 150 cái tiểu cầu gạn tách từ một người cho và khoảng 4 đến 500 cái tiểu cầu mà sản xuất từ máu toàn phần để mà cung cấp cho cấp cứu và điều trị. Còn lại sẽ là khối huyết tương đúng không ạ? Huyết tương và tủ lạnh dầu chúng tôi tạo. Xin được cảm ơn tiến sĩ Quế về những thông tin hết sức thú vị vừa rồi. Bản thân tôi đi hiến máu rất nhiều lần nhưng có lẽ là cũng không phải là những cái thông tin ngày hôm nay thì đã được biết hết. Và người hiến máu tôi nghĩ cũng sẽ như vậy. Mỗi một chế phẩm máu thì được bảo quản và lưu trữ ở những điều kiện nhiệt độ khác nhau, trong thời gian khác nhau. Chính vì vậy mà lý do vì sao mà chúng ta cần đến nguồn người hiến máu thường xuyên ổn định để có thể đảm bảo máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại khu vực phía Bắc cũng như là các tỉnh thành phố xa hơn như là ở miền Trung hay là Tây Nguyên trong thời gian vừa qua. Và kính thưa quý vị, hiến giọt máu đào trao đời sự sống, đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng hiến máu sẽ trở thành nghĩa cử thường xuyên, là thói quen của những người hiến máu trong cộng đồng để sao có thể góp thêm nhiều niềm vui, niềm hy vọng tới những người bệnh cần máu. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia đã dành thời gian cho chương trình tư vấn ngày hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn những người hiến máu thường xuyên đã luôn đồng hành, luôn gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện thời gian vừa qua.